Manchester United nối chuỗi không thắng lên 4 trận khi họ trắng tay rời London. Huấn luyện viên Erik ten Hag phải dùng cặp trung vệ bất đắc dĩ là Johnny Evans và cầu thủ 19 tuổi lần đầu chơi bóng chuyên nghiệp Willy Kambala khi Victor Lindelof, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Rafael Varane đều chấn thương hoặc bị ốm. Hàng thủ chắp vá của đội khách chỉ trụ được đến phút 72 khi Jarrod Bowen mở tỷ số cho West Ham. Chỉ 6 phút sau, chủ nhà ấn định thắng lợi 2-0 nhờ công của tiền vệ Moham Kudus. Sau bàn này, Moy cười tươi và vung nắm đấm lên trời. Moy là huấn luyện viên đầu tiên của Manchester United thời hậu Alex Ferguson, nhưng chưa hết mùa đầu tiên đã bị sa thải. Tình hình của Quỷ Đỏ dưới trướng Ten Hag mùa này thậm chí còn tệ hơn khi đó, bởi trận thua ở London khiến họ rơi xuống thứ 8. Huấn luyện viên người Hà Lan có nguy cơ bị tước quyền giữa mùa giải như Moy, Jose Mourinho hay Ole Gunnar Solskjaer trước đây. Bàn thua đầu tiên của Manchester United có lỗi từ tiền vệ Scott McTominay khi anh không kịp ập vào áp sát Paqueta ở trung lộ, để cầu thủ Brazil thoải mái đỡ bóng rồi bấm bổng cho Bowen lao xuống cấm địa. Trong thế đối mặt thủ môn, Bowen đá trúng Andre Onana bật ra, đưa bóng trúng chân tiền đạo người Anh lần nữa rồi lăn vào lưới. Trung vệ Kambala chơi ổn cho tới phút 78 khi anh mắc sai lầm chí mạng. Cầu thủ người Pháp đỡ bóng lỗi, để Paqueta chọc khe một chạm cho Kudus lao xuống sút chìm chéo góc hạ gục Onana. Khán giả chủ nhà như mở hội, thổi bong bóng bay khắp sân, còn cổ động viên đội khách dần kéo nhau ra về dù trận đấu còn hơn 10 phút. Khán giả Manchester United về sớm có lý, bởi trong thời gian còn lại đội khách không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Suốt trận đấu, họ chỉ có một tình huống đáng chú ý khi Bruno Fernandes phát bóng cho Alejandro Garnacho lao xuống phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn. Tuy nhiên cú sút của tiền vệ 19 tuổi trúng vào ao phần Areola. Hai cầu thủ tấn công khác là Rasmus Højlund và Anthony tiếp tục chơi mờ nhạt. Tiền đạo Đan Mạch không sút được lần nào và chỉ chuyền bóng 7 lần, tiếp tục tịt ngòi ở ngoại hạng Anh. Đội khách giữ bóng nhiều hơn, với 66% thời lượng, nhưng chủ yếu là những đường chuyền ở phần sân nhà hoặc vạch giữa sân. Lần đầu sau 31 năm, Manchester United không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp. Trong vài phút cuối, máy quay chiếu liên tục đến Ten Hag khi ông tỏ vẻ bất lực. Sẽ có không ít người nghĩ đến viễn cảnh huấn luyện viên 53 tuổi bị sa thải trước Giáng sinh. Rạng sáng 24 tháng 12, trận đấu tâm điểm vòng 18 giải ngoại hạng Anh đã diễn ra trên sân Anfield. Đội khách đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công ở ngay phút thứ 3 của Gabriel, tuy nhiên Salah với bàn thắng ở phút 29 đã ấn định tỷ số hòa cho trận đấu này. Một trận đấu không thể tin được, đây là cuộc đối đầu căng thẳng nhất mà tôi từng thấy trong 20 năm qua tại giải đấu này, huấn luyện viên Mike Arteta phát biểu sau trận. Chúng tôi, Arsenal, đã dẫn trước trong khoảng 20 phút cuối cùng. Chúng tôi đã từng nghĩ mình có thể chiến thắng, tuy nhiên kết quả hòa cũng là một điều công bằng, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết. Trong hiệp 2, cả hai đội đều có những tình huống hãm thành về phía cầu môn của nhau nhưng không tạo ra thêm được bàn thắng nào. Tỷ số hòa 1-1 chung cuộc giúp cho Arsenal vẫn giữ được ngôi đầu với 40 điểm sau 18 trận. Liverpool đứng ngay phía sau với 39 điểm. Hơn đội xếp thứ 3 là Aston Villa về hiệu số bàn thắng bại. Hãy nhìn các chàng trai của chúng tôi, họ đã đủ can đảm và niềm tin để thi đấu ở đây, Anfield. Tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự tín nhiệm lớn. Tôi rất vui, Arsenal trở lại ngôi đầu. Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc Giáng sinh rồi quay lại làm việc, huấn luyện viên Mike Arteta chia sẻ kèm theo một chút phấn khích. Chiến lược gia nhấn mạnh đây là một trận đấu đỉnh cao, cả hai đội đã góp phần nâng chất lượng giải đấu lên một tầm cao mới. Huấn luyện viên Mike Arteta thừa nhận rất vui khi Arsenal có 5 chiến thắng trong 7 trận gần nhất tại giải ngoại hạng Anh, nhưng ông cho rằng đội bóng của mình vẫn có những điều cần cải thiện. Vẫn có những thứ phải cải thiện, đặc biệt là khâu dứt điểm. Chúng tôi có kết quả xít sao, dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn đội đứng thứ hai một điểm. Tuy nhiên chúng tôi đã có một phong độ tốt dù nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt. Đó là điều mà chúng tôi phải duy trì trong thời gian tới, huấn luyện viên Mike Arteta nói. Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp có những phàn nàn về công tác trọng tài sau khi trận đấu kết thúc. Tình huống khiến ông Klopp cảm thấy bức xúc chính là pha bóng Martin Odegaard của Arsenal dùng tay chơi bóng trong vòng cấm ở hiệp 1. Tuy nhiên, trọng tài Chris Kavanagh đã cho trận đấu tiếp tục trong bối cảnh các cầu thủ chủ nhà phản đối dữ dội. Tôi nghĩ ai đó sẽ cần giải thích cho tôi vì sao đó lại không phải là một pha chơi bóng bằng tay. Tôi thật không biết họ sẽ giải thích như thế nào, ông Jurgen Klopp phát biểu với Sky Sports sau trận đấu. Tại vòng 19, Liverpool sẽ gặp Burnley vào ngày 27 tháng 12 tới, giờ Việt Nam, trong khi Arsenal sẽ chạm trán West Ham vào ngày 29 tháng 12.